vĩ đại thì không còn cái gì gọi là khó khăn nữa. Tất cả câu chuyện của Đại Hiền sẽ là nguồn động lực cho tất cả các bạn ở dưới kia. Không quan trọng xuất phát điểm chúng ta là ai, quan trọng là chúng ta có ý chí. Ở đâu có ý chí thì ở đấy sẽ có con đường, đúng không anh chị?